Chúng ta đến với vàng cho ngày 22 tháng 2. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta có một nhịp đánh vàng lên trên vùng quét vùng buy side liquidity đúng không? Trên vùng 32. Sau đó có một nhịp nó có chốc và đánh FVG sell vùng 31x30 và TP về vùng 20. Trước khi chúng ta đánh một lệnh lệnh buy lên trên vùng vùng 28 đúng không? Buy 20.x. Ngày hôm qua thì anh em có thể để ý gì chúng ta có một nhịp đẩy giá ở vùng giá 24 25. Đó. Nó tạo cho mình một cái TR tích lũy ở đây. Ở đây là một TR tích lũy ở đây, có SOS và mục tiêu là mình sẽ quét buy side đúng không ạ? Quét luôn cả thằng đỉnh cũ. Đây chính là vùng liquidity và sau đó thì giá quay trở lại chốc đúng không? Có chốc M5, có FVG và do đó tạo ra một nhịp phân phối nhỏ đây. Phân phối có ụ tác ở vùng 31.x và có sideways khi nó thủng 27. Thì mục tiêu mình sẽ đánh về kin thằng thằng zone ở phiên A đúng không? Kin thằng 23.x. Trước khi nó về 20.x nó bật lên thì mình đã dự đoán nó về đây nó bật lên đúng không? Em có thể thấy là gì? Plan thì cho tương đối sát rồi. Ngày hôm qua chúng ta có một plan ở phiên Mỹ. Đây. Sell vùng 30x đúng không? Về vùng 20x và sau đó thì bài 20x đi lên. Plan rất rõ ràng rồi. Thì tại sao chọn được cái điểm này thì mọi người có thể thấy gì? Đấy là trong hệ thống phương pháp giao dịch của mình đúng không? Rất dễ có thể phân tích ra ở đây thôi. Rồi, ngày hôm nay chúng ta có cái gì? Chúng ta có một cái tin 23 giờ nhá. Nhớ là chúng ta có một tin 20 giờ 30, sorry, một tin 20 giờ 30, một tin 3 sao. Thì sáng phiên sáng thì giá vẫn vận động ở trong khung từ vùng 23 đến vùng 28 30 thôi. Sẽ vận động trong kênh này. Trước khi mà có mình view là có một nhịp đẩy giá đi lên trên vùng vùng 35. Có thể là sẽ chặn giá được vùng 35 37 hoặc là chúng ta sẽ phải quan sát vùng vùng 41 đến 44. Đây là hai vùng giá mình view là có thể nó sẽ đảo chiều và nó con vàng nó sẽ dao động ở trong một cái kênh mở rộng như vậy. Nó dao động ở trong một kênh mở rộng như vậy trước khi nó có thể tiến đến vùng vùng 5x. Thì tất cả những cái vị thế pua ở vùng giá 84 và vùng giá 96 thì mọi người có thể là hold về vùng vùng 5x. Còn những vị thế mới ở vùng 20, ngày hôm qua chúng ta bài 20 thì mọi người có thể chốt lời bớt vị thế ở cái vùng 28 30 và vùng 3x này trước khi buổi buổi tối nay có một cái tin nó có thể nó quét lấy thanh khoản ở trên vùng này, sau đó thì nó quay trở lại đảo chiều. Chúng ta sẽ quan tâm mốc QML quanh quanh mốc giá vùng vùng 377 này đúng không ạ, vùng vùng 41 đến 42, vùng này chúng ta có thể quan tâm mốc QML đấy, là chúng ta có thể sell xuống và canh đánh tin xuống và mục tiêu sell xuống thì nó sẽ quét lại thằng dâu 13. Thì cái vùng giá chúng ta quan tâm là vùng 08 đến 12 đó, và chúng ta sẽ tiếp tục đẩy một lệnh buy lên trên vùng 53. Thì đây là cái plan ngày hôm nay của mình. Tất nhiên là khi mà giá lên trên này mình sẽ chốt dần buy đi đúng không ạ? Sell thì mình tham minh cái lệnh đảo chiều ở đây. Sell từ vùng 35 37 hoặc là cái vùng giá 41 44 chúng ta sẽ sell về vùng 12 và trước khi đẩy buy lên vùng 53. Đây là cái kịch bản cho ngày hôm nay nhé. Xét về lên ngày thì anh em có thấy gì? Ngày hôm qua chúng ta có một cây pinning stop cân bằng ở vùng giá 3x và bên dưới là vùng cầu là vùng 2x. Đó, thì ngày hôm qua chúng ta thấy là nó cũng quét quét buy side ở trên rồi đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ view là gì? Có thể đâu đó nó lên nó test lại ở vùng 30 sau quay xuống hoặc là nó quét luôn cái thằng 32 ngày hôm qua đúng không? Quét buy side ngày hôm qua. Sau đó nó quét dâu bên dưới. Cái dâu bên dưới này thì view là có thể đâu đó nó lại quét luôn cả thằng thằng sell side của cái cụm đấy này. Và khung ngày đang view là gì? Đâu đó chúng ta sẽ đánh sideway ở trong nhịp này trước khi mà nó tái tích lũy đi lên. Đó, mình sẽ đánh sideway ở trong vùng này. Thì liên tục nó sẽ có những nhịp mà quét dâu đi lên, xong lại đi xuống bên dưới quét dâu. Và mình sẽ view nó tái tích lũy trước khi nó đẩy lên trên vùng 54. Đấy là về chặng ngày nhá. Chặng tuần thì chặng tuần anh em có thể thấy là gì? Chúng ta sẽ view chặng tuần tiếp tục đẩy giá quét lên thằng này, thằng 44.x. Tuy nhiên là có thể tuần này nó chưa quét đến, có thể tuần này chưa quét đến. Thì những cái vùng giá như tại sao hôm trước mình đánh ở vùng giá 30 chúng ta có thể sell xuống được đúng không?
ở những vùng giá open day và close open tuần này, close tuần có thể anh em sẽ quan tâm. Những cái mốc này chính là những mốc mà có thể đâu đó nó sẽ phản ứng giá vào đảo chiều. Tức là trong tuần này chúng ta sẽ view nó lên trên vùng này, nó quay xuống, nó có thể xong tuần sau thì nó sẽ mới quay lên, nó quét. Đây, mục tiêu của tuần này nó là như vậy. Có thể là một cái tuần nó đóng lên, nhớ nhá, tuần này có thể một là một tuần nó đóng lên cây doji màu xanh ở đây, và thứ năm ngày hôm nay là một cái nhịp mà nó đẩy giá cao lên, sau đó thứ sáu có nhịp bounce back về. Thì đây chính là cái chiến lược cho ngày hôm nay. Quay trở lại một chút về con M30 đi. M30 hiện tại thì nó đang có một xu hướng đi sideways ở trong vùng giá từ 24 đến 28, mọi người chú ý nhé. Giá đang tiếp cận vùng này. Vùng này thì có thể là chúng ta sẽ tham minh một lệnh scalp sell, tích scalp sell ở vùng này. H1 thì đang đi sideways ở vùng giá 30 đến 23. 30 23 cho con H1 ở đây. Chúng ta có thể canh buy ở bên dưới cái vùng giá 23 24 chúng ta phải canh mua. Vùng giá 30, vùng giá 28x chúng ta có thể sell. Chúng ta sẽ đánh biên biên á trong cái vùng này trước nhá. Stop loss thì để ở trên cái vùng vùng này. Stop loss các lệnh sell thì để trên cái vùng 30.8 này, 31.8 nhé, 31.8. Các lệnh buy thì để stop loss ở dưới vùng vùng 22 là được rồi, để dưới vùng này. Chúng ta sẽ đánh va đập ở trong kênh này trước khi ở trong phiên Mỹ nó có nhịp mà quét tin. Đó. Tích điểm này nhá. Nhớ là khi mà tin ra thì mình nếu như muốn đánh tin thì mình vẫn phải chọn những vùng cung cầu quan trọng, và sau đó thì vẫn phải cài stop loss tối đa là 30 pip thôi nha. Đây. Anh em có thể bật bật Bollinger Band ra để xác định được cung cầu. Như vậy buổi sáng thì chúng ta thấy M30 sẽ có xu hướng sideways ở trong biên kênh này thôi. Bitcoin thì anh em có thể chú ý là gì, chúng ta có trước đó chúng ta có một lệnh buy ở vùng giá 51.x đúng không, lên trên vùng giá 53, thì sau khi nó quét được thằng này thì chúng ta mừng tượng đây có thể nhé, có thể thôi, có thể nó có một cái con u tác ở đây, nó phân phối nhỏ nó xuống về những vùng dưới đâu đó, nó có thể về vùng 43 đến 46, 43.000 đến 46.000 của Bitcoin. Vậy thì chúng ta có hai cái vùng sell ngày hôm trước, chúng ta sell ở vùng 52.4 đấy, và chúng ta có một lệnh hôm qua mình view là gì, sell được cái vùng giá 51.900 và stop ở đây cực kỳ ngắn đúng không? Tuy nhiên coin thì anh em nên nên cắt bớt vị thế ra, có thể chúng ta sẽ cắt một nửa vị thế và chúng ta sẽ cài SL trên này, và chúng ta đang cược là ở đây là có là u tác rồi, chứ ở đây chúng ta chưa có confirm thôi anh em nhé. Khi mà confirm đây thì rất dễ thôi. Confirm đây thì chúng ta sell xuống tiếp, có sai ở cuối đi ở đây đúng không? Thì đoạn này chúng ta lên cắt bớt vị thế ở vùng vùng biên dưới. Vùng này, cắt bớt vị thế ra. Đó, hôm qua sell ở đây cũng ăn được khoảng 3R, 4R đó. Đó thì mục tiêu của mình nếu như mà hình thành sai cuối đi thì chúng ta sẽ đánh đánh con này về vùng 43 đến 46 trước khi đẩy bài lên. Đó về chart ngày của Bitcoin đấy. Chẳng ngày thì mình view là nó sẽ quay trở lại vùng này thôi. Tất nhiên là khi mà nó về những vùng vùng này đây, vùng 46 thì 47 nó sẽ phản ứng, nhưng mà mình view là nó có thể nó quét sâu hơn. Em chú ý nhé. Bitcoin. Một cái chart là LZDCHF này em có thể quan tâm là gì, ở đây chúng ta có chốc có quét thanh khoản rồi đúng không, thì chúng ta có chốc có bot, thì bây giờ mình chờ IDM ở đây này, cái vùng này chính là vùng mà chúng ta canh canh sell xuống được này đúng không, ở đây có FVG này, ở đây có thể đâu đó chúng ta kẻ một con Fibo lên lên trên vùng 0.618 đúng không, đây chính là vùng mà chúng ta sẽ quan tâm có thể sell xuống được. Nếu như muốn bóp lại cái SL chúng ta sẽ quan tâm đúng không, khi mà lên trên đây thì có mẫu hình đảo chiều con M5 hoặc là M1 ở đây cũng được.
Thì đây chính là cái vùng giá chúng ta quan tâm. Dưới này có chốc rồi, những cái vùng giá này chúng ta có thể sell xuống tiếp được này. Ăn được 3-4 R được rồi. Đó. Thì mục tiêu chúng ta lại quét thằng này. Tầm 3 R đó. Đây là cách chúng ta thể timing được, chơi được nhá.